Rồi, okay, xin chào các bác. Thì vẫn là cái con LG V50 của em đây. Thì nay em sẽ hướng dẫn cho các bác biết được cách thay cái cục pin của nó như thế nào. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, dùng lâu ấy, thì kiểu gì cái cục pin ấy, nó cũng sẽ bị nó sẽ bị chai đi thôi, nó bị kém đi thôi. Cho nên là các bác nào mà thấy pin mình yếu quá không thể đáp ứng được nhu cầu ấy, thì các bác nên là thay pin đi. Đấy. Và như em thấy là cái cục pin này, em thấy nó là cục pin zin đấy, cục pin ngon đấy. Đấy, các bác cứ để em xem lại một cái hình ảnh để phân biệt được cái cục pin ngon, cục pin zin ấy. Em có lưu lại các bạn. Đấy. Thì đây này. Đây là cái nhận dạng cục pin zin và cục pin lởm. Đấy. Em cũng đích biết cái này là zin hay lởm luôn. Đó, thì đây này. Các bác nhìn đây này. Đó. Thì em lấy led lại phát đó nha. Cái máy của em nó em đang để lấy led bằng tay mà. Đấy. Đấy thì đây để cho các bác phân biệt được thế nào là zin, thế nào là lởm. Đây này. Đó. Thì cái cục pin ở bên đây, cục pin ở bên phía trái này. Đây là lởm này, fake này. Nhầm rồi. Đây, fake này. Cục này là fake này. Cục này là cục zin này. Đấy, và các bác so sánh với cái cục của bên em này. Đấy thì thực sự là khác hết luôn ấy. Đấy không không các bác phải phải biết là thế này này. Pin ấy nó có rất nhiều nhà máy người ta sản xuất ấy. Dẫn đến là bảo là phân biệt bên lở bên zin nhiều khi nó cũng rất là khó, các bác phải tháo hẳn ra như này để các bác mới biết được. Và đây này các bác, ngay cả việc tháo ra rồi thì đây này, ngay cả cái việc cách phân biệt pin zin ấy, như cục pin zin này nhá, nó cũng hơi khác một chút đấy. Và em nghĩ là đây là cái do mỗi mỗi cái đơn vị sản xuất linh kiện cho LG người ta làm thôi. Như đây này, bảo đây là pin zin thì nó có những biểu tượng này này, đây 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 đây, thì đây nó có này, đấy đây nó có này, nhưng mà nó tắt cái chuông này đấy, em đây cũng có này, nhưng mà nó sắp xếp khác nhau và cái phông chữ nó khác nhau này, đấy phông chữ nó khác nhau này. Đấy. Hoàn toàn các bác có thể thấy là phông chữ nó khác nhau. Thì như cái pin này thì em cũng không dám chắc nó là xịn hẳn đâu. Đấy, tại vì cái bây giờ cái điện thoại LG ấy, người ta làm pin liền hết rồi, dẫn đến là muốn biết được là pin zin hay không ấy phải tháo ra là một, và cũng phải có cái nhận dạng của từng cái đơn vị sản xuất linh kiện cho LG ấy, mới biết được. Chứ còn nghe mấy ông trên mạng này, mấy ông thương gia nói thì nhiều khi cũng các bác cũng phải xác nhận lại đó nhé. Thì cái này em nghĩ là nó xịn, tại vì em thấy nó gia công cũng rất là tốt. Đấy, đây này, đây nó có một cái đặc điểm mà nó giống này. Các nhìn thấy cái đặc điểm keo này, nó hơi vát cong ở chỗ này. Đấy, thì cái bên zin này nó cũng có này, đấy nó cũng có như thế. Thấy các bác thấy không? Đây này, các bác bây giờ có thể không nhìn thấy. Đấy, đây này, các bác nhìn thấy đây này, đây này, cái đường vát vát như thế này, dán keo này, đấy. Cái này này, còn cái đường trên này thì nó thẳng băng luôn, hàng fake nó thẳng băng luôn đấy. Cho nên là tùy nhá, em thấy là pin cục pin này zin đấy. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ thử thử tháo hẳn ra nhé, tại vì các bác cũng biết rồi đấy là anh em thợ bảo là thay pin con này rất là thay pin LG bây giờ rất là ghê gớm, tại vì sợ là nó sẽ bị hỏng luôn cái màn ở trên này. Nó sẽ bị hỏng cái màn ấy, tại vì cái pin này nó dính dính liền với màn ấy, cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đây em sẽ thử tách nó ra xem thế nào. Còn bác nào mà cẩn thận đi nhé, các bác nào mà chắc ăn ấy thì các bác mua cái keo nước ấy, gọi là cái keo tách keo ấy, nó có cái mã số là 530 nhé, các bác nhớ nhé, 530. Thì các bác mua ở trên Shopee hoặc trên trang điện tử nào cũng có thôi. Thì các bác mua cái keo đấy để về, các bác nhỏ vào bên trong này này, các bác nhỏ bên trong này, mục đích của nó sẽ làm mềm cái keo ra, nó thể làm giảm độ dính của keo đi, tại vì dưới này nó sẽ có một cái lớp keo hai mặt đấy để nó dính cái cục pin này vào với cái màn hình ở bên dưới, cho nên là nó khá là nguy hiểm. Bây giờ thử tách ra nhé. Tách như này thì rất là nguy hiểm, tại vì nó có thể là hỏng cái màn hình đấy, nhưng mà thôi kệ nó, tại vì em không có keo mà, em cũng thử tách thôi. Cái cục này thì đấy, nó rất là nguy hiểm các bạn, nói chung là nó còn rất là cứng ấy. Đấy, nó rất là cứng luôn các bạn. Đấy, nó phải rất là chắc luôn ấy. Đấy, nó rất chắc luôn các bạn.
không biết có tháo được không này. À ấy, với chỗ này ấy, chỗ này nó ra luôn này các bác, nó có vẻ keo chỗ đấy nó kém hơn đấy các bạn, nó rất là nguy hiểm đấy. Cục pin này nhiều khi là các bác dùng cái vật mà nó bị sắc nhọn quá ấy, nó có thể đâm vào cái cục pin này, nó cũng có thể gây ra hiện tượng cháy nổ đấy nha các bác, cho nên là rất là nguy hiểm. Các bác tháo cái pin này mà các bác không 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 chuyên ấy, như em đây em cũng chẳng chuyên đâu, nhưng mà em mạo hiểm thôi, thì các bác nhớ nhé, các bác không chuyên, các bác không dám làm thì các bác nên đưa ra một cái tiệm sửa chữa điện thoại nào đó gần nhà ấy, các bác làm thì nó sẽ yên tâm hơn đấy. Thì em cậy được cái đầu trên rồi, thì em lấy tay em giữ ở bên đầu trên này và em bắt đầu cậy dần dần xuống. Rất là nguy hiểm nhưng mà thôi, cậy dần dần thôi chứ các bác. Đấy rồi, cái keo nó không biết nó tách cái gì và gãy ra rồi. Rất là nguy hiểm các bạn. Rồi thấy đến đây là có vẻ là không nguy hiểm nữa rồi, tách được gần hết rồi. Đó. Đó, đến đây này các bạn. Cứ tách dần dần thôi, cứ đi từ từ thôi nhé, để cho nó từ từ, cái keo từ từ nó ra. Đấy. À, đây các bác. À, thực ra là nếu như với con B50 này ấy, mà các bác dùng cái dạng mà keo nước ấy, các bác dùng keo nước nhé, các bác dùng keo nước mà bác xịt vào đây ấy, thì em thấy là nó có nguy cơ là nó sẽ bị chảy cái nước vào xuống hẳn cái màn hình này. Các bác nhìn thấy đấy, đây là cái phần màn hình ở dưới này, đây là cái phần màn hình này đấy, cho nên là nếu như các bác dùng cái keo nước các bác nhỏ vào đây ấy, thì nó có nguy cơ là nó sẽ chảy nước vào xuống cái này và có thể gây ra hỏng màn hình. Còn việc mà các bác cạy ấy, các bác cạy như em vừa rồi ấy, em thấy gần như là nó không có làm sao đâu. Đây này, cái phần này chỉ là cái phần kim khung kim loại thôi, đây phần này phần khung kim loại đây này đấy, nó gắn keo lên cái khung này thôi, và các bác cứ từ từ các bác cạy ra là được thôi. Có thể là cạy, khi quá trình cạy các bác nó sẽ bị móp méo cái cục pin này, nó sẽ bị móp méo cục pin này, nhưng không quan trọng, tại vì cái cục pin mình bảo là mình thay mà mình vứt đi mà, cho nên nó có móp méo tí không được cũng sao, không sao cả nhé. Các bác chú ý đừng để nó bị lủng, đừng để nó bị rách, thì nó sẽ có thể là bị xịt cái hóa chất ra ngoài ra, hoặc là gây cháy nổ chập cháy gì đấy, thì các bác chú ý là đừng để nó rách nó hỏng là được, chứ còn các bác để nó móp méo không sao cả nhé. Đây các bác nhìn thấy này, keo nó dính được chỗ này thôi mà đấy đấy. Nhiều ông thợ bảo là rất là nguy hiểm, có vẻ là kệ đã không nguy hiểm mấy đâu. Đây là con B50 nhé, còn con khác, con B8 hoặc những con khác thì em cũng không chưa chắc, nhưng mà đây là con B50 thì em thấy là thay cục pin này dễ thôi. Đấy, đây các bác dễ này, đấy, xong luôn này. Đây là cái dung lượng pin của nó này. Đấy, các bác nhìn thấy không? 15,09W này, 3,87V này. Đây không có dung lượng nó nằm ở đây. Cục pin em thấy là rất là nặng nhé, nặng, khá là đầm tay. Đấy, để cho các bác nhìn lại, kỹ lại cái cục pin tí nữa, cho nó chắc ăn. Đó, rồi ok. Thì khi các bác tháo được như này thôi, thì công việc tiếp theo rất là dễ thôi, các bác thay cục pin mới vào, hiện vào là xong rồi, y chang như này, các bác hiện vào là xong đấy, vậy là xong thôi. Rồi ok, nó cũng rất đơn giản thôi, các bác cứ tự tin mà thay đi, không sợ đâu. Ok, chào các bác nhé.